chúng ta sẽ tìm hiểu cái dĩa luyện hợp âm trong cái bộ bảy dĩa của cái đường guitar được họ các bạn. Chúng ta sẽ tìm hiểu cái bộ bảy dĩa nó gồm có cái gì ha. Các bạn thấy trong đây là dĩa thư hợp điệu hợp âm thì nó gồm có, thứ nhất là số 1 là style rất là quan trọng. Style quan trọng nó gồm có điệu ABC, tức là cái điệu mà sắp xếp theo ABC các bạn. Ta để cho trong trường hợp thì ta thấy nó có những cái điệu như anh Ba Hưng, ông Ba hai chữ A, chữ B thì nó nhiều quá thì nó chia làm hai file các bạn ha. B1 là gì đó ha, Bolero hay là bà Năm gì đó, thì theo chúng ta sẽ lựa theo cái chữ B các bạn. Thì tôi đã sách theo là ví dụ như biển cạn, biển khác, biết ơn cho thì sáo gì đó ha, biết y khi nào vân vân. Đó là và theo ABC. Như như chữ G các bạn ta thấy là chúng ta có giấc mơ Chappy nè ha, người gái si tình, gái xương gánh hàng rong vân vân. Đó chúng ta sẽ tìm cái đó các bạn. Còn đến cái style bài hát 14.000 điệu thì chúng ta sẽ có, nó có những cái cột và theo thứ ABC luôn các bạn ha. Ví dụ chữ A thì ta có theo thang cái dần A rồi AI vân vân ha. Ví dụ ta anh B thì ta đó là anh Ba Hưng vân vân, chúng ta sẽ tìm. Nó là 14.000 điệu tất cả các bạn. Cho hai dưới chúng ta tìm cái cầu dừa, ta tìm chữ C các bạn. Ta tìm chữ C A đi ha. Ở trong đây ta tìm được cái gọi là ví dụ cây cầu dừa nó sẽ nằm ở đây các bạn. À. Cây cầu dừa đây vân vân. Thì cái 14.000 điệu này nó sẽ rất là nhiều cái điệu, bao gồm tất cả những cái điệu mà trẻ nhạc sến dân ca vân vân để chúng ta tìm hiểu ha. Rồi, style bài hát tiếng Anh theo vần các bạn. Chúng ta sẽ có hơn 2.500 điệu. Chẳng hạn như ta muốn tìm bài Happy New Year thì chúng ta tìm trong đây các bạn. À, chúng ta thấy có Happy New Year này ha. Đó. Cái vấn đề chữ hát. Đó, những cái bài chúng ta thấy những cái bài như là Rise Waiting For You ta tìm trong đây thì chúng ta thấy có cái hình cái bài đó ha. Vân vân. Deep with the Rain gì đó ha. Thì có một số bài nó sẽ không có nữa. Bài Yesterday các bạn ta tìm trong đây. Ha. Yesterday Once More, The Yellow River vân vân. Rồi trong cái này thì chúng ta sẽ có phần setup. Phần setup là rất là quan trọng các bạn. Phần setup này đó chúng ta để cài đặt vào trong cái đờn ha. Cài đặt như cái đờn, chẳng hạn như là chúng ta sẽ cài điệu, cài tiếng, cài release và cài cài voice với cài multi bass các bạn. Cái này vô trong đờn, tại vì cái setup này cái dung lượng nó rất là nhỏ, nó chỉ khoảng có mấy trăm ký thôi, nhưng mà cái nó chứa đựng những cái điều rất là hay các bạn. Các bạn phải lưu ý cái này. Ở phần 3, các bạn này tôi sẽ có một video hướng dẫn các bạn để chúng ta cài đặt cái này vô cái đường 950, 910, 710 vân vân ha. Cái này rất là quan trọng. Và phần mềm đọc dĩa ta có, phần đọc dĩa là Heroshop chúng ta sẽ nhập vô được các bạn ha, nhập vô để ta đọc dĩa. Phần mềm Adobe Reader cái này, nếu các bạn máy các bạn không có thì chúng ta nhập cái này vô ha, để chúng ta đọc những cái bài nhạc có hợp âm vân vân. Rồi, phần mềm Convert File, phần mềm này chúng ta sẽ nhập vô để chúng ta sử dụng những cái file ta quay máy quay phim các bạn, trong kênh vật nhỏ là chúng ta đưa lên mạng hay vân, hay là chúng ta kênh vật là để chúng ta đưa vô máy smartphone đó bạn, rất là tiện lợi ha. Đây là phần mềm ăn coi chép nhạc, nó có đang có cả CD key nữa các bạn để chúng ta học nhạc ha. Hết cái phần đó đến tài liệu học học trên đờn bằng file MIDI. Những cái tài liệu này á chúng ta bỏ lên cho cái đờn á, cái đường ọt thứ ba ít nhất là từ cái 2001 lên ha, thì nó có màn hình để chúng ta học được mấy cái điệu mà chúng ta học hát với nhau, nó có cái văn bản điều thức, có cái nốt luôn các bạn. Mỗi điệu nó sẽ có cái nốt. Rồi kế tiếp chúng ta sẽ học đến tài liệu organ guitar. Đây là những cái tài liệu mà thầy đã scan sẵn căn bản các bạn. Chúng ta sẽ mở ra ha. Chúng ta mở ra để chúng ta in ra chúng ta học ví dụ như thế này đó, hoặc là những cái bài tập nhạc tiếp vân vân ha, rất là dễ hiểu để học cho các bạn. Đó là guitar. Rồi học học găng chúng ta cũng có mấy cái bài nhạc đó là chép sẵn cho các bạn để chúng ta học căn bản rồi ha. Chẳng hạn như bài giả nhật lệ đại trang gì đó ha, chúng ta đã có ghi note và học âm rồi ha. Đó, chúng ta sẽ học rất là dễ. Rồi có trả tặng thêm các bạn cái phần mềm mà cái chương trình học guitar bass đó các bạn, ta học trên máy vi tính ha, học guitar bass một phần lý thuyết mà học hành. Sau cái phần đó thì chúng ta sẽ có một số style tham khảo. Style này tham khảo cho bổ sung cho các bạn trên cái đờn những cái điệu chiên dịp đăng, tức là disco ha, cha 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 thì bao nhiêu bài vân vân, thì chúng ta sẽ có những cái điệu tham khảo, chúng ta điệu hồ quảng, điệu cải lương vân vân ha. Sau cái đó chúng ta có cái
cái phần mềm này để chúng ta đọc những bài nhạc các bạn. Chúng ta những bài nhạc có nốt và hợp âm trên này ha, chúng ta sẽ thứ hai của bài thứ hai. Chúng ta sẽ có những bài nhạc như vậy các bạn, cái bài nhạc. Bài nhạc đó vân vân ha. Rồi chúng ta sẽ có những cái bài nhạc cho tập đường guitar classic các bạn ha. Rồi những cái bài nhạc nhạc Beethoven, nhạc Carpenter vân vân ha. Rồi nhạc cho piano ha. Chúng ta sẽ có cái phần mềm học Metro. Rồi chúng ta có những cái bài nhạc Việt Nam các bạn ha. Nhạc bổ sung chẳng hạn như cái bài này. Chúng ta mở lên thì chúng ta thấy có cái nốt và có những cái bài nó có hợp âm nữa các bạn. Những cái bài nó có nốt và hợp âm nữa ha. Chúng ta phải coi cái này, chúng ta sẽ trở lại cái phần tư liệu hợp âm. Thì chúng ta thấy là nó có tư liệu hợp âm chẳng hạn như BDS Việt Nam ha. Bài nhạc có nốt chẳng hạn như mấy bài này, Ai đưa em về các bạn. Thì nó có hợp âm mình là nốt luôn ha. Thì nó có mấy ngàn bài như vậy. Chúng ta muốn nhập cái này, nếu mà máy chúng ta không đọc được thì các bạn nên nhập cái PDF mà nãy chúng tôi nói đó ha. Là cái phần này nè các bạn. Nó có trên cái phần mềm để đọc dĩa đó, thì chúng ta chép cái phần Adobe Reader 11 để các bạn nhập vô ha. Nó nằm ở cột thứ hai nha các bạn, nằm ở cột thứ hai ha. Đó. Rồi. Những cái MIDI, những cái bài MIDI này chúng ta bỏ vô đời để ta học MIDI đám cưới vân vân ha. Rồi, MIDI karaoke tiếng Anh nó gồm có 3.000 bài các bạn ha. Ta bỏ lên đời nó có lyric luôn ha. Rồi, MIDI tiếng Việt, MIDI karaoke tiếng Việt nó cũng có 3-5.000 bài. MIDI nhạc thiếu nhi các bạn ha. MIDI nhạc thiếu nhi là mấy bài này ha. Và MIDI nhạc cách mạng, MIDI nhạc Việt Nam vân vân ha. Đó, đủ thứ. Là sử dụng các bạn rồi. Bản nhạc của nó có mấy bài nhạc các bạn, chúng ta cũng có vài ngàn bài ha. Đó, chúng ta sẽ có những cái bài nhạc in tự do ha, lời nhạc hợp âm. Như 708 bài nhạc ha. Vân vân. Rồi nhạc nhạc tác phẩm của Hoàng Thị Thơ, Ngô Thị Miên, Phạm Duy vân vân, chúng ta sẽ có nhiều bài nhạc ha. Và sau cùng nữa chúng ta có cái sampler các bạn, sampler này chúng ta sẽ nhập vô trong cái đờn 750 950. Chúng ta đấy là sampler này chúng ta nhập vô đó các bạn. Và sau cùng là chúng ta có văn bản điều thức của piano encore, thấy không? Mấy cái này chúng ta bỏ lên máy chúng ta sẽ đọc được các bạn, đọc được. Nếu điều kiện các bạn phải nhập cái phần mềm nó gọi là phần mềm encore này các bạn ha, encore này chúng ta có đó ha. Chúng ta mở encore lại lên chúng ta nên sẽ đọc được các bạn. Đó, chúng ta tôi sẽ nó tóm tắt cho các bạn ha. Chúng ta open cái này ha. Đó là chúng ta vô cái này, chúng ta sẽ mở được cái phần tư liệu hợp âm các bạn ha. Rồi chúng ta vô cái phần này. Rồi chúng ta mở lên thì chúng ta sẽ có phần này các bạn. Chúng ta sẽ có cái này thì chúng ta sẽ đọc được ha. Đó như vậy đó. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái phần này. Chúng ta sử dụng cái dĩa 7 này.